Theo thống kê của Bộ Giáo dục Đào tạo, tỷ lệ thí sinh đến dự thi đạt trên 98%. Ở khu vực Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ thường năm có lượng thí sinh bỏ thi cao, nhưng năm nay cũng đạt trên 98%. Trong ngày thi đầu tiên có 31 thí sinh bị đình chỉ thi, môn toán 22, ngoại ngữ 9. Hầu hết các trường hợp bị đình chỉ là do mang điện thoại và tài liệu vào phòng thi. Buổi thi sáng nay, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một vài trường hợp thí sinh bị bệnh phải đi cấp cứu và dừng thi một cách đáng tiếc. Thí sinh Đoàn Thị Quỳnh Như quê ở Bình Dương dự thi vào trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh sau khi thi được 2/3 thời gian phải nhập viện cấp cứu. Theo đó, thí sinh này đã bị đau ruột thừa trước đó nhưng đã uống thuốc giảm đau và cố gắng đi thi. Tuy nhiên, làm bài được khoảng 30 phút, thí sinh này bị đau dữ dội, nguy cơ có thể gục tại phòng thi. Bác sĩ trực tại cụm thi xác định em này bị viêm ruột thừa nặng nên yêu cầu thí sinh đến cơ sở y tế nhưng thí sinh không chịu đi. Một bác sĩ đã túc trực tại chỗ đề phòng có sự cố. Sau 2/3 thời gian làm bài thi, thí sinh này không thể tiếp tục thi được nữa nên được đưa vào bệnh viện Đa khoa Thủ Đức để cấp cứu. Cũng tại cụm thi của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, một thí sinh bị động kinh nên đã mang theo dưỡng khí thở trong quá trình làm bài thi. Tại cụm thi của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, thí sinh Nguyễn Huỳnh Phương Tuyên bị bệnh gan dù cố gắng đi thi nhưng không chịu nổi các cơn đau liên tục nên gia đình cho vào bệnh viện. Tuyên có học lực giỏi, theo quy chế em có thể được xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông.